Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt tại đây. Bức tranh cát gạc ma vòng tròn bất tử được mang từ Việt Nam sang vừa được đấu giá thành công tại Seoul, Hàn Quốc. Cơ quan đường sắt Đài Loan Trung Quốc đã chính thức đưa thêm ngôn ngữ tiếng Việt vào phần phát thanh thông báo cho hành khách tại các nhà ga xe lửa. Thưa quý vị, tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc, vào ngày 14 tháng 4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt tại Séc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thông báo với bà con về tình hình chính trị, an ninh, kinh tế xã hội và quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong thời gian gần đây, đồng thời ghi nhận những kiến nghị của bà con đối với Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Đánh giá cao các hoạt động của bà con hướng về quê hương đất nước, Chủ tịch Quốc hội cho rằng điều này đã thể hiện sự gắn kết cộng đồng của những người Việt Nam ở Séc. Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại các cuộc gặp với lãnh đạo Séc, đoàn đã bày tỏ chân thành cảm ơn và đánh giá cao Quốc hội và Chính phủ Séc đã công nhận người Séc gốc Việt Nam là một trong những cộng đồng dân tộc của nước Cộng hòa Séc. Đề nghị bà con cố gắng hơn nữa trong việc dạy tiếng Việt, nhất là cho các cháu thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra tại Séc. Về mong muốn của hội viên Hội Phụ nữ ở Séc được trở thành hội viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ phản ánh kiến nghị này tới tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã có cuộc gặp lãnh đạo Ban chấp hành Liên hiệp Hội Người Việt tại châu Âu. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc thành lập Liên hiệp hội, cho rằng đây là cơ chế liên kết các hội người Việt tại châu Âu như hội phụ nữ, thanh niên, đồng hương. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các thành viên Ban chấp hành Liên hiệp hội tiếp tục hoạt động tích cực để trở thành một trong những hạt nhân quan trọng gắn kết đồng bào xa quê hương cùng nhau hướng về cội nguồn. Trong sáng ngày 14 tháng 4 tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao đã tiếp nhận số tiền là 2.100 đô la Mỹ và 20 triệu đồng của cộng đồng người Việt tại ba tỉnh Trung Lào đóng góp xây dựng trên quần đảo Trường Sa. Cụ thể, Hội người Việt tại tỉnh Savannakhet ủng hộ 1.100 đô la Mỹ, Hội người Việt tại tỉnh Bolikhamsay ủng hộ 1.000 đô la Mỹ, Hội người Việt tại tỉnh Khăm Muôn ủng hộ 20 triệu đồng. Tại lễ tiếp nhận, đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã gửi lời cảm ơn bà con tại ba tỉnh Trung Lào. Ủy ban sẽ chuyển toàn bộ số tiền trên đến ban tổ chức xây dựng nhà đa năng trên quần đảo Trường Sa, Bộ Tư lệnh Hải quân, trong dịp Ủy ban tổ chức đoàn kiều bào ra thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa sắp tới. Bức tranh cát gạc ma vòng tròn bất tử của nghệ nhân Ý Lan được mang từ Việt Nam sang vừa được đấu giá thành công tại Seoul, Hàn Quốc. Số tiền thu được từ việc bán đấu giá sẽ gửi tới ủng hộ gia đình 64 chiến sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ đảo Gạc Ma của Việt Nam vào năm 1988. Bức tranh được đấu giá khởi điểm là 64 triệu đồng, sau đó liên tục được những người tham dự chương trình trả giá cao hơn. Cuối phiên đấu giá, bức tranh cát đã thuộc về nữ doanh nhân trẻ Võ Ngọc Tuyết, người sống 13 năm tại Seoul với mức đấu giá là 128 triệu đồng. Sau buổi đấu giá, MC Văn Anh đã quyết định tặng thêm 64 triệu đồng và ông Lê Viết Hải quyết định tặng thêm 128 triệu đồng và với sự đóng góp của bà con người Việt tại đây, tổng số tiền có được sau buổi đấu giá là 352 triệu đồng sẽ được gửi đến các gia đình chiến sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma. Rất là vinh hạnh, rất là vui mừng và rất là xúc động khi đấu vào được trang Gạc Ma vòng tròn bất tử. Và em sau này khi chùa Việt Nam được xây dựng thì em sẽ gửi đến để trưng bày ở chùa cho nhiều người được xem, được nhìn ngắm và biết được thêm về Trường Sa và xa của Việt Nam của chúng ta. Tôi nghĩ đây là hoạt động là tôi rất có ý nghĩa và tôi cũng rất vui được biết là kiều bào ở Hàn Quốc vẫn luôn hướng về quê hương. Thông qua những chương trình này thì chúng tôi muốn gửi những cái thông điệp, những cái bằng chứng công nhận bằng xa Trường Sa là của Việt Nam và chúng tôi muốn rằng tất cả những cái thông điệp này cho bạn bè
nhân dân Hàn Quốc cũng như là bạn bè thế giới đều biết được rằng Hoàng Sa, Trường Sa. Em vui phúc anh gì rồi. Được biết toàn bộ số tiền trên sẽ được trao tận tay cho đại diện các gia đình liệt sĩ đã hy sinh tại Gạc Ma trong dịp ra mắt sách Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử sắp tới tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, cảnh sát tiểu bang Victoria, Australia đang kêu gọi người dân cung cấp thông tin và hỗ trợ họ trong cuộc tìm kiếm một gia đình gồm người mẹ và hai đứa con của cô. Theo tin tức, cảnh sát cho biết lần cuối cùng ba mẹ con được nhìn thấy là ở San Albans, Melbourne. Người mẹ tên Trần Thị Thúy, 27 tuổi. Hai con gái là Casey Nguyễn, 4 tuổi và Emily Nguyễn, 12 tuổi. Thông cáo cho biết lần cuối ba mẹ con này được nhìn thấy cách đây đã 2 tháng ở St. Albans, một vùng nội ô miền Tây Melbourne, vào ngày 14 tháng 2 năm 2017. Cảnh sát cho biết hai em bé này cần được chăm sóc về y tế và họ quan ngại về sự an toàn của cả ba người. Các giới chức tin rằng cả ba người có thể đã xuất hiện gần đây quanh khu vực Avondale Heights, St. Albans, Sunshine và Richmond. Cảnh sát cũng công bố hình của cả ba mẹ con với hy vọng người dân nào nhìn thấy có thể cho họ biết cả Thúy, Emily và Casey đang ở đâu. Cảnh sát kêu gọi người nào biết tin tức của họ hãy liên lạc với Crime Stoppers theo số điện thoại và địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình. Theo trình báo của ngư dân, vào sáng ngày 12 tháng 4, một tàu cá của Phú Yên đang đánh bắt trên biển thì bị tàu lạ bắt, dẫn giải và mất thông tin liên lạc. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo đồn biên phòng Tuy Hòa và các đơn vị liên quan xác minh vụ việc. Qua xác minh, tàu cá mang biển hiệu PI95003TS do ông Nguyễn Văn Tý làm thuyền trưởng cùng 5 lao động đang khai thác tại vùng biển có tọa độ là 7,15 độ Vĩ Bắc và 109,59 độ Kinh Đông thì bị tàu tuần tra của Indonesia bắt giữ. Cụ thể vụ việc đang được đơn vị chức năng làm rõ. Và tiếp theo sẽ là những thông tin sẽ có trong cụm tin ngay sau đây của chúng tôi. Tháng 8 tới, nam sinh Hà Quốc Huy, 18 tuổi, sẽ trở thành sinh viên Đại học Columbia, trường đại học quốc gia tốt nhất Hoa Kỳ. Bắt đầu ý định du học muộn màng, nhưng Hà Quốc Huy lại chỉ chọn Đại học Columbia để đăng ký, bởi Huy cho rằng trường nằm ở New York sẽ giúp em có thể thỏa mãn đam mê về nghệ thuật như chụp ảnh, quay phim, cùng khóa học trang bị nền tảng mọi lĩnh vực, dạy tất cả học sinh vào trường về triết học, văn, lịch sử, âm nhạc, nghệ thuật. Quốc Huy đặc biệt đam mê ngành khoa học tự nhiên, em dự định sẽ theo đuổi chuyên sâu về khoa học máy tính và mong muốn sau khi trở về Việt Nam sẽ mở một trường đại học giúp phát triển giáo dục của nước nhà. Quốc Huy cho rằng điều làm nên thành công khi chinh phục Đại học Columbia không nằm ở điểm số mà là hoạt động ngoại khóa đa dạng. Sự khác biệt trong ước muốn kết hợp khoa học với nghệ thuật để giúp đỡ cộng đồng mới là điều Huy gây ấn tượng. Vượt qua hơn 20.000 ứng viên, Chu Đức Anh, nam sinh lớp 12 chuyên Anh trường chuyên Bắc Ninh, đã đỗ trường Đại học Minerva với học bổng trị giá 100.000 đô la Mỹ cho 4 năm học. Minerva là đại học của Mỹ có mô hình giáo dục luân chuyển qua nhiều thành phố. Với tỷ lệ nhận vào chỉ 1,8%, ngôi trường được mệnh danh là chương trình đào tạo đại học cạnh tranh nhất lịch sử nước Mỹ. Đức Anh hướng đến môn khoa học máy tính và khoa học xã hội, với dự định trở thành một người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông hoặc quản lý. Theo Đức Anh, yếu tố quyết định trong bộ hồ sơ giúp em thuyết phục được ban tuyển sinh Đại học Minerva không phải là ở điểm số, mà ở tinh thần lãnh đạo được thể hiện trong những hoạt động mà em đã tham gia. Chàng tân sinh viên đến từ Bắc Ninh hy vọng có thể giúp đỡ trực tiếp các bạn học sinh trong việc tự ôn luyện, thi chuẩn hóa tại nhà dựa trên kinh nghiệm của bản thân. Chuyển sang một thông tin vui đối với du khách khi đến với Huế, đó là Đại Nội Huế sẽ mở cửa tham quan về đêm từ ngày 22 tháng 4. Từ 19 giờ đến 22 giờ hàng đêm, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ mở cửa tham quan Đại Nội về đêm cho du khách. Đến với Đại Nội về đêm, du khách sẽ có nhiều cơ hội trải nghiệm cảnh sắc lung linh của Hoàng cung Huế xưa, từ Ngọ Môn, Cầu Trung Đạo, Hồ Thái Dịch, đến Thế Miếu, Cung Diên Thọ, Cung Trường Xanh. Các nghi thức cung đình xưa như là lễ đổi gác, trình tấu đại nhạc, tiểu nhạc, các hoạt động diễn sướng như là cấm vệ quân luyện võ, các chương trình âm sắc hoàng cung cùng các trò chơi cung đình được tái hiện. Ngoài ra, Đại Nội về đêm còn tái hiện không gian về nghề truyền thống Huế. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, Cơ quan Đường sắt Đài Loan Trung Quốc đã chính thức đưa thêm ngôn ngữ tiếng Việt vào phần phát thanh thông báo cho hành khách bằng tiếng nước ngoài tại các nhà ga xe lửa.
Ngoài ra, còn có những nhân viên thành thạo tiếng Việt làm việc theo giờ tại các ga tàu để thông báo, hướng dẫn cho các hành khách đi tàu là người Việt Nam vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Phóng sự do cộng tác viên VTV4 thực hiện tại Đài Loan gửi về. Chị Bùi Thị Xuyên mới sang Đài Loan lao động được 2 tháng nay. Do công việc phải thường xuyên di chuyển, nên chị phải đi lại bằng tàu hỏa. Kể từ đầu tháng 4, chị Xuyên cũng như nhiều lao động Việt Nam khác rất vui mừng vì khi đi tàu đã được nghe phát thanh hướng dẫn bằng tiếng Việt. Tôi sang Đài Loan được 2 tháng. Đây là lần thứ 2 chúng tôi đi tàu. Được đi tàu thì cái quy định mới đề ra rất chi là tiện. Tôi mong chính phủ Đài Loan từ ga to cho đến ga nhỏ đều có phát thanh tiếng Việt và nhân viên hướng dẫn tiếng Việt để cho chị em chúng tôi đi lại dễ dàng hơn. Mỗi lần đi xa là tôi không sợ, lo sợ bị lạc đường cũng như là đi nhầm tàu hay là các nhầm các ga khác. Tôi thấy là cảm thấy là rất là vui và thú vị khi Đài Loan đã có hỗ trợ tiếng Việt trên tàu. Ngay tại bến tàu, bà con hay khách du lịch Việt Nam sang cũng có thể được tư vấn trực tiếp bởi nhân viên hướng dẫn của nhà ga là người Việt Nam. Những nhân viên này đều là các di dân người Việt kết hôn đến Đài Loan. Kể từ khi có quy định mới này, một số chị em cũng có việc làm thêm vào 2 ngày cuối tuần. Công việc hàng ngày của tôi là phục vụ khách Việt Nam. Chẳng những phục vụ khách Việt Nam còn phục vụ những người và già Đài Loan không biết ngồi xe, mình cũng phục vụ rất là nhiệt tình. Phát thanh và hướng dẫn viên bằng tiếng Việt chủ yếu làm việc tại 9 ga tàu trọng điểm của Đài Loan. Đó là những ga mà có nhiều di công nước ngoài tập trung vào các ngày nghỉ cuối tuần như Đài Bắc, Bản Kiều, Đào Viên, Trung Lịch, Đài Trung, Chương Hóa, Đài Nam, Cao Hùng và Bình Đông. Ngoài 9 ga này, hiện 2 ga là Thụ Lâm và Tân Trúc cũng đang được thí điểm phát thanh nhắc nhở tàu đã đến ga cuối cùng. Bây giờ có nhân viên phục vụ người Việt và cái phát thanh đó bằng tiếng Việt như vậy thì sẽ giúp ích cho các bạn là không bị đi nhầm tàu này. Và khi mà tàu gần đến ga rồi thì cũng sẽ nhắc nhở để cho các bạn đỡ đi quá. Và nếu có nhân viên phục vụ người Việt tại ga như vậy thì khi các bạn mua vé gặp khó khăn gì thì đều có thể nhận cái sự trợ giúp từ những người tình nguyện viên này. Và trước đây thì thường như các bạn lao động mua vé hay là đi nhầm ga tàu thì đều thường xuyên đến hỏi tôi. Và bây giờ nếu mà gặp những cái chị tình nguyện viên người Việt như này thì các bạn đều có thể hỏi họ. Họ có thể cho các bạn cái sự trợ giúp rất là lớn. Cục Quản lý Đường sắt Đài Loan cho biết nếu chính sách mới này đem lại hiệu quả tốt thì trong tương lai Cục Quản lý Đường sắt sẽ xem xét. Ngoài phục vụ tại 9 ga trọng điểm, các ga khác cũng sẽ có phát thanh và hướng dẫn bằng tiếng Việt. Tiểu mục Dấu ấn Việt vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.